Tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và một số đơn vị tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ hai năm 2022-2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ hai có sự gia tăng cả về số lượng tác giả, tác phẩm, cơ quan báo chí, thể loại báo chí và chất lượng tác phẩm tham dự giải. Cụ thể, cuộc thi nhận được hơn 640 tác phẩm báo chí của gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng Trung khảo đã thống nhất lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm giải xanh cho báo chí trung ương, giải xanh cho báo địa phương, giải xanh cho tạp chí, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích. Ngoài ra năm nay ban tổ chức cũng quyết định tặng thưởng cho một tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài và khen thưởng ba tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại nhà hát lớn Hà Nội.